quý vị, theo khảo sát của hãng tư vấn chuyển đổi số Backbase, hiện vẫn có tới 74% ngân hàng Việt Nam không chắc chắn về việc hợp tác với những công ty fintech, dù hơn một nửa người tiêu dùng được khảo sát lại đánh giá cao về ứng dụng số trong việc quản lý tiền. Chính điều này đang tạo ra cơ hội bứt phá cho những ngân hàng thế hệ mới, theo mô hình 100% hiện diện trên nền tảng số, tức là không cần chi nhánh hay là phòng giao dịch gì cả. Không hề có phòng giao dịch, mà ứng dụng này trở thành kênh giao tiếp duy nhất của ngân hàng với khách hàng. Mở tài khoản trong vài phút và nhận lãi ngay trên khoản tiền gửi không kỳ hạn trong tài khoản. Bên cạnh việc tài khoản của mình sẽ được tự động sinh lời, thì mình còn được hoàn tiền trên tất cả mọi giao dịch chi tiêu và điều này làm cho mình cảm thấy rất là thích. Mình còn sử dụng ứng dụng ngân hàng số Ubank để thực hiện thanh toán điện, nước cũng như là thực hiện chuyển khoản. Dù mới ra mắt, nhưng ngân hàng này đã bổ sung 50 tính năng mới chỉ trong vòng 1 tháng để ứng dụng công nghệ trong tối ưu trải nghiệm người dùng. Tại bất kỳ thời điểm nào, mỗi khách hàng của chúng tôi sẽ biết được số tiền có thể vay và tại bất kỳ thời điểm nào, khách hàng cũng có thể kích hoạt khoản vay. Và khoản vay này có thể được kích hoạt chỉ với 3 cú chạm thao tác. Chưa bao giờ ngân hàng số lại chứng tỏ ưu điểm như trong bối cảnh COVID-19, khi các chi nhánh ngân hàng vật lý buộc phải đóng cửa. Chuyên gia cho rằng, ngành ngân hàng Việt Nam cần coi việc hợp tác với fintech là một trong những ưu tiên hàng đầu. Với các công ty fintech, sẽ giúp tạo ra một điểm chạm duy nhất cho khách hàng cuối cùng. Và bằng cách đó, ngân hàng đang cung cấp nhiều giá trị hơn cho khách hàng cuối cùng của mình. Qua đó, vừa nâng cao trải nghiệm khách hàng, vừa giữ chân khách hàng tốt hơn. Bên cạnh việc hợp tác với các fintech, chuyên gia cho rằng các ngân hàng truyền thống cần tận dụng các mô hình nền tảng để dễ dàng tích hợp công nghệ, cần có một đội ngũ khai thác dữ liệu hiệu quả, và học cách kế thừa các giá trị cốt lõi để vận dụng trên nền tảng số.